mình review lại cái cách tháo cái mặt dưỡng để làm cái radio hoặc là các nút nhấn nút bấm của máy điều hòa không khí quạt. Nếu mà bị hư hỏng thì mình tháo mặt dưỡng ra. Của dòng xe CRV này các bạn, dụng cụ là vít với cái điếu 8, điếu 10, nếu có cái núm 8 nữa càng tốt, vít ngắn vít dài. Cái mặt dưỡng này nó khác với một số loại xe, là một số loại xe bình thường á, rồi sau này mình có thể tháo cái khung mặt dưỡng này ra để lấy cái radio ra rồi thay thay màn hình Android bình thường. Nhưng loại này mình phải tháo cái cốp của cái cần số ra trước, tháo cái cần số ra bằng cách này. Đây một con ốc nè, tháo bỏ con ốc này. Rồi con vít này nữa. Rồi con chốt này. Con chốt này nữa. Rồi tháo ra. Tháo cái này ra. Cái trùm cần thì nó có ba con vít, một vít này, vít này, vít này, rồi vít này nữa, rồi bỏ này còn quên. Mình tháo cái hộp tiền xu, tháo này, xuống, khi tháo cái trùm cần số ra là loại vít này. Cái này vít trên đây nữa, vít trên đây nữa. Đó. Tháo ra đặng nó bung cái nắp này ra được. Nếu cái bung nắp này ra rút cái học thêm một cái học nữa. Khi tháo cái hộc dưới ra thì anh lòi ra con vít này, vít bên đây, vít này. Rồi tháo nắp này ra. Tháo nắp cốp này ra nữa. Có con vít này nữa nè. Con nắp cốp này bằng một con vít ở đây. Đây. Một con vít ở đây. Vứt ra là áo này là thôi, mấy nắp cốp này. Rồi tháo nắp này ra, thay dặn vít này, vít này. Vít dầm dầm hết. Đây còn con nữa.
dưỡng ra nè, mặt dưỡng nó giữ bởi hang ốc nè. À, hang bu lông này. Còn bên đây nữa giống hệt vậy đó. Ăn hai con ốc này ra, xong rồi luồn tay vô đây nè, luồn tay vô đây nắn cái mặt dưỡng ra, chứ đừng có khại nha, khại cái mí này nó sẽ bị có dấu. Đây là mấy lần trước người ta đã làm rồi, người ta đã khại rồi, có dấu rồi nè, có dấu rồi nè, đây nè, cái dấu này là dấu khại, người ta không biết làm, người ta khại ra không có dấu. Mình luồn tay vô phía sau đây nè, mình nắn cái mặt dưỡng ra. Đó. Đó. Mặt dưỡng thì nó dính bo mạch với đầu máy, đầu radio rồi đó. Mình lòn tay mình nắn nó ra. Đó, nó lòi ra đó. Thường ở dưới này nó giữ bởi con ốc, còn ở trên này là nó giữ bởi cái khớp. Làm nắng nó ra, đó nó ra rồi. Đó, nó có cái khớp này nữa nè, này khớp nè, nắng nó bay khớp nè, ở trên chắc chắn nó cũng có cái khớp nè. Đấy, khớp nè, nắng nó bung ra. Rồi muốn lấy nó, muốn lấy cái mặt dưỡng, muốn lấy cái mặt dưỡng này ra, muốn lấy cái đầu radio này ra thì rút mấy cái rắc này lấy ra thôi. Còn mặt dưỡng này muốn tháo ra thì tháo, còn muốn tháo ra thì vặn mấy con ốc này tháo ra, và không tháo thì để nguyên. Rồi như vậy là bạn tháo ra xong rồi, bạn lắp lại theo quy trình ngược lại là ok.